Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Lá đơn đáng ngờ được ký tên Minh Tuệ. Ngày 14 tháng 11, AFA tiếng Việt loan tin, dư luận nghi ngờ lá đơn sư Minh Tuệ đề nghị xử lý người đưa hình ảnh ông lên mạng. Theo đó, lá đơn viết tay có chữ ký sư Minh Tuệ gửi cơ quan chức năng đề nghị xử lý những ai đưa thông tin, hình ảnh của ông lên mạng xã hội mà không được phép, khiến dư luận đặt câu hỏi về tính chân thật của lá đơn. AFA cho biết Sư Thích Minh Tuệ, tên thật là Lê Anh Tú, khất sĩ đầu trần chân đất, tu theo 13 hạnh đầu đà, xuất hiện trở lại ở quê nhà Gia Lai khoảng hơn 10 ngày qua. Sau thời gian ẩn tu, thu hút nhiều người mến mộ đến đảnh lễ và các youtuber đến đưa tình. Và đây là hình bản tin trên AFA. Theo AFA, báo Gia Lai Online ngày 13 tháng 11 đang bức ảnh chụp lá đơn, trong đó ông Minh Tuệ xưng con và gửi đến các cơ quan chức năng và tổ chức gia đình cá nhân toàn thể xã hội với mong muốn được bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và việc khất thực tu học của ông. Thư đề ngày 8 tháng 11 có đoạn như sau. Mong mọi người không tụ tập đông người, làm mất trật tự an toàn giao thông, không quay phim, chụp ảnh và đưa hình ảnh của con lên mạng xã hội, ảnh hưởng đến quá trình tu học. Đề nghị các cơ quan chức năng xử lý những ai đưa thông tin về con lên mạng xã hội khi chưa được phép của con. AFA cũng cho biết phóng viên mạng báo tuổi trẻ online dẫn nguồn tin không nêu danh tính từ công an tỉnh Gia Lai ngày 14 tháng 11 nói về lá đơn có nội dung tương tự. Phóng viên FA trong cùng ngày đã gọi điện cho công an tỉnh Gia Lai để hỏi về lá đơn của sư Minh Tuệ, nhưng người trực điện thoại yêu cầu đến trụ sở để được cung cấp thông tin. AFA không thể kiểm chứng độc lập về tính xác thực của lá đơn. AFA dẫn ý kiến của nhà nghiên cứu Phật giáo Nguyễn Thanh Huy ở Nha Trang nói rằng, Nội dung lá đơn đi ngược hoàn toàn với lòng từ bi của ông Minh Tuệ vì một người đã từng nói không muốn đọc chú Đại Bi vì sẽ ảnh hưởng đến ma quỷ thì sao có thể yêu cầu xử lý con người được. Trên trang Facebook cá nhân, ông Huy nhắc lại việc Sư Minh Tuệ từng nhiều lần nói ai muốn quay phim hay chụp hình đều được miễn là họ thấy vui và hạnh phúc và không quan tâm đến mạng xã hội hay bất cứ ai phán xét gì về ông. Và đây là hình sư thích Minh Tuệ ai dẫn nhận định của nhạc sĩ Nguyễn Tuấn Khanh cho rằng lá đơn có thể là bước chuẩn bị để chính quyền cô lập sư Minh Tuệ về truyền thông và cách ly ông với đời sống ông Khanh viết trên Facebook cá nhân rằng với Phật giáo người tu hành không bao giờ chối bỏ đám đông tín ngưỡng được coi là duyên Phước đối với mình mà theo kiểu trong thư viết cho là phiền hà như vậy đặc biệt đối với phái tu khất thực thì lại càng không do họ phải luôn tìm cách tiếp cận với tín hữu mỗi ngày như là một phần tu học cho đến mạng phần. AFA cho biết thêm, sư Thích Minh Tuệ đã từng đi bộ khất thực dọc Việt Nam ít nhất 4 lần, nhưng lần cuối cùng vào năm nay của ông đã khiến công chúng chú ý khi mạng xã hội đưa tin liên tục. Sự việc đã khiến chính quyền can thiệp và yêu cầu ông phải ẩn tu vào đầu tháng 6 vừa qua. Liên quan đến việc xử lý người đưa hình ảnh của sư Minh Tuệ lên mạng xã hội gần đây, ngày 10 tháng 10, AFA cho hay Facebooker Us, bị công an phạt 5 triệu đồng và yêu cầu gỡ bỏ thông tin đã đăng về việc sư Minh Tuệ khất thực trở lại ở Bảo Lộc bị cho là sai sự thật. Trước đó, tài khoản mã xã hội Facebook C của ông Us đã đăng tải nhiều video, bài viết có nội dung Thầy Minh Tuệ đang xuất hiện ở khu vực Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Thông tin trên ngay lập tức thu hút sự quan tâm, chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người kêu gọi truy tìm vị trí tại Bảo Lộc để đến gặp thầy. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin lá đơn đáng ngờ được ký tên Minh Tuệ. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời Báo Đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Dư luận lên án vụ cần vệ tháp tổng chủ tịch nước lạm dụng tình dục trong chuyến thăm Chile. Ngày 13 tháng 11, BBC tiếng Việt có bài Cận vệ chủ tịch nước Lương Cường bị tố lạm dụng tình dục, phản ứng của các bên. Theo đó, BBC cho hay dư luận Chile đã có những phản ứng mạnh mẽ sau vụ một cận vệ của chủ tịch nước Lương Cường bị cáo buộc lạm dụng tình dục trong khi đoàn Việt Nam đang có chuyến thăm chính thức Chile từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 11. Và đây là hình bản tin trên BBC. Tuy nhiên, hiện chính phủ Việt Nam vẫn chưa chính thức lên tiếng và báo chí do Đảng Cộng sản Việt Nam quản lý không đăng một tin nào về sự việc này. Tin tức về vụ sĩ quan an ninh này bị một phụ nữ Chile tố cáo có hành vi lạm dụng tình dục đến nay chỉ được đăng tải trên BBC Tiếng Việt, một số báo tiếng Việt ở hải ngoại và trên mạng xã hội như Facebook. Trong khi đó, bên cạnh việc Bộ Ngoại giao Chile đã lập tức có thông cáo báo chí về vụ việc ngày 11 tháng 11, Báo chí tại quốc gia Nam Mỹ này đã đăng tải rất rầm rộ, thậm chí có đài truyền hình còn phát trực tiếp phiên xét xử của tòa án tại thủ đô Santiago. Kênh truyền hình do nhà nước Chile tài trợ là 24 Horas TVN Chile, có gần 2 triệu người đăng ký trên YouTube đã phát một video dài 7 phút về vụ việc và mở phần bình luận cho người xem. BBC lưu ý rằng Chile là một nền dân chủ ổn định đã chứng kiến sự mở rộng đáng kể về quyền chính trị và quyền tự do dân sự kể từ khi chính quyền dân sự được khôi phục vào năm 1990, theo báo cáo vào năm 2024 của Tổ chức Nhân quyền Freedom House của Hoa Kỳ. Và đây là hình ông Lại Đắc Tuấn. Theo BBC, quá trình xử lý cáo buộc nhằm vào một sĩ quan an ninh trong đoàn đại biểu của Chủ tịch nước Lương Cường đang ở thăm Chile, cho thấy sự độc lập của hành pháp và tư pháp trong một vụ việc được coi là nhạy cảm chính trị. Vẫn theo BBC, trong vụ lạm dụng tình dục này, người bị cáo buộc là một sĩ quan công an 59 tuổi thuộc đội cận vệ của Chủ tịch nước Lương Cường, người vừa có chuyến thăm chính thức Chile từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 11. Viên sĩ quan Việt Nam sau khi hầu tòa ngày thứ hai ngày 11 tháng 11 đã được tại ngoại với điều kiện lập tức rời khỏi Chile, không được quay lại nước này trong vòng 2 năm và không được tiếp xúc với nạn nhân. BBC cho biết thêm, cách giải quyết nhanh gọn này được công tố viên phụ trách vụ án Rojas gọi là giải pháp thay thế, đó là một thỏa thuận với sự đồng ý của cả nạn nhân lẫn người bị cáo buộc và luật sư của họ. BBC cũng cho hay Bộ Ngoại giao Việt Nam vẫn chưa phản hồi đề nghị bình luận về vụ việc. Sự im lặng này tương phản hoàn toàn với một số vụ tương tự trong quá khứ, chẳng hạn vụ việc năm 2022 khi hai nam nghệ sĩ ở Hà Nội vướng vào cáo buộc tấn công tình dục một nữ du khách 17 tuổi trong một khách sạn ở Mazoka, Tây Ban Nha. Và đây là hình chủ tịch nước Lương Cường. Vào thời điểm đó, dù mới chỉ là cáo buộc và chỉ có một số báo tiếng Tây Ban Nha đưa tin, nhưng không nêu tên mà chỉ đề cập đến hai nghệ sĩ nổi tiếng của Việt Nam. Truyền thông Việt Nam đã lập tức đăng tải rầm rộ và nêu đích danh họ, thậm chí có nhiều báo còn đưa tin về người thân của họ. Nhân vụ này, nhiều người đã nhắc lại vụ việc Đại sứ quán Việt Nam tại Chile phơi vây cá mập trên sân thượng bị phát hiện. BBC dẫn status của nhà báo Đinh Bá Truyền viết trên Facebook rằng vụ việc ở Chile đã xảy ra hơn 3 ngày. Các hãng truyền thông quốc tế có uy tín đều đã đưa tin, nhưng sao chưa thấy bất cứ một trong sáu tờ báo quốc danh Việt Nam đưa tin nhỉ? Ông truyền dẫn lời cố chủ tịch Hồ Chí Minh để bình luận. Một đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một đảng hỏng. Một đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có, rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như vậy là một đảng tiến bộ, mạnh dạng, chắc chắn, chân chính. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Dư luận lên án vụ cận vệ tháp tùng chủ tịch nước lạm dụng tình dục trong chuyến thăm Chile. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chống đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.